Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với lại chuỗi các chữ cái mà chúng ta đang thực hiện tập tô. Đó là chữ cái Y. Hôm nay là học với chữ cái Y nè. Chữ cái Y này chúng ta sẽ đầu tiên là cần khoanh tròn chữ Y có trong tên gọi của các cụm từ con, vịt, quả, thịt, quả, xoài. Sau đó tô chữ cái Y giống và tiếp theo là tô các chữ Y theo nét đức. Ok, chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập thôi. Tư thế ngồi viết bài, chúng ta phải ngồi thật là thẳng lưng này. Tay phải chúng ta sẽ cầm bút bằng ba đầu ngón tay. Tay trái chúng ta sẽ tì nhẹ lên quyển vở, sao cho quyển vở của chúng ta không bị quằn mép đấy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ tô thật là nhẹ nhàng, thật là từ từ, sao cho bài của chúng ta được đẹp nhất nhá. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.